Dạ, xin chào bà cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Hương Quê. Thì hôm nay hai mẹ con của Nương sẽ làm món bánh ít trằn nhân tép thịt. Thì hôm nay thì Nương sẽ ra đây để chọc lá chuối nha. Cái món bánh ít trằn này mình phải có lá chuối mình lót ở dưới đít để đựng cho nó dính. Nương ra đây chọc hai tàu lá chuối. Mình để cho nó héo héo. Bên đây là có quầy chuối và cui. Mình chọc cái cây chuối lá sim á. Bên đây là chuối lá sim nè. Chuối lá sim thì nó không có bị đắng cái bánh. Một tàu. Đúng luôn à. Ra chọc lá chuối trời, ổng mưa lâm râm chắc đem vô trong phơi cho nó héo héo. Bên kia giờ cui chọc không có được, mình chọc hai cái cây lá sim ở bên đây. Kiếm cái lá nào nguyên nguyên. Chọc hai lá là đủ. Ốc bánh ít trằn. Giờ Nương sẽ đem vô để cho nó héo héo. Trời ổng mưa lâm râm. Để cây cụ mốc ở đây đi. Dạ thì Nương cũng mới đi chọc mấy cái tàu lá chuối, rồi bây giờ hai mẹ con vô đây chuẩn bị làm cái món bánh ít trằn nhân tép thịt. Thì hôm nay thì Nương có đi chợ mua để chuẩn bị nè. Cái này là thịt đùi, chứ bên đây là tép. Nãy giờ thì mẹ có làm nước mắm chua ngọt rồi nè. Mình để đây với một làm một mớ dưa chua nữa. Bây giờ thì Nương sẽ gọt củ cải đỏ. Bánh ít trằn thì mình làm bột nếp. Hôm nay Nương mua 2 kg bột nếp. Bây giờ mẹ sẽ xắt thịt ra rồi bầm cho nó nhuyễn. Tép này mình cũng chút mình bầm cho nó nhuyễn luôn, hai cái trộn với nhau. Bữa nay thì có củ cải đỏ nè, rồi nấm mèo với củ sắn. Mình làm cái nhân xong rồi mình mới nhồi bột nếp đó, rồi mình làm cái bánh ít trằn. Xắt thịt ra miếng miếng rồi phải bầm thôi mà cho nó mau nhuyễn. Nay Nương mua 1 kg thịt nạc với 1 kg tép. Chút mình bầm nhuyễn ra. Bữa nay làm bánh ít trằn nhân mặn thôi mà. Ăn với nước mắm với rau. Thịt nạc sắc ra nhìn ngon. Thịt nó tươi. Vừa chọc mấy tàu lá chuối xong vô là trời ổng cũng mưa. Cái này ngày nào cũng mưa hết. Bữa nay thì hai mẹ con của Nương làm cái món bánh ít trằn nhân tép thịt này rồi sẽ đem ra đường lộ để bán. Bữa nay tiếp tục làm bánh bán nha mà. Bán thấy bà con ăn cũng ngon. Hai mẹ con tiếp tục làm bán. Trời cũng đang mưa. Giờ củ sắn Nương lấy cái muỗng nạo chút cái vắt nước cho nó khô rồi trộn vô thịt với tép. Củ sắn cái này có giá hay mà 16-17 ngàn một ký. Hôm nay cái này nó
cái này ai trồng củ sắn là thấy có giá là thấy êm. Bây giờ thì mẹ của Nương sẽ nhồi bột nếp. Nương thì bắt đầu mình trộn thịt với tép. Hai ký bột này làm khoảng được nhiêu cái mà có trăm cái không? Không tới rồi. 70-80. Cái này mẹ nhồi nước nóng. Mẹ nhồi bột viết lên tay luôn. Cho mẹ làm bánh hoài là nhồi bột là lên cơ luôn. Rồi bây giờ Nương sẽ làm cái nhân thịt với tép nè. Cái này mình bầm ra nhuyễn hết rồi. Cái này thịt heo, cái này là tép. Mình vô cho cái thau bự đi dễ trộn. Củ sắn này Nương nạo ra rồi Nương vắt nước nó khô à. Mình cho vô chung. Cho củ cải đỏ vô. Nương cho nấm mèo vô luôn. Trộn lên cho nó đều. Cho một ít hành phi vô cho nó thơm. Có củ cải đỏ vô, cái màu nó đẹp liền. Để tiêu cho nó thơm. Bây giờ thì Nương bắt đầu dò nhân. Mẹ thì làm cái bánh ít. Cái này làm cái bánh ít chặt bự. Còn cái bự ăn cái ăn luôn. Cái xứng đáng ăn cái. Nương bắt cái nồi nước nó sôi rồi nè, mình để vô một miếng chanh ở trong cái nồi nước á, đừng cho cái nồi nó bị đen. Bây giờ mình để cái xửng nhỏ lên hấp. Xửng nhỏ được 7 cái. Còn cái xửng lớn bên đây nãy giờ Nương hấp nãy giờ nè. Dở xả hơi. Cái dĩ đầu nên là chưa có được đẹp. Cái hơi bự. Nó cũng gần chín. Đậy lại. Còn tới hành lên cái bánh. Cái dĩ đầu cái bự. Mấy cái sao mình làm vậy vừa hả mà. Hấp cái nó nở ra nữa là vừa. Cái này mình phải dùng tay mình bắt mới được. Cái này không có mang vô tay được. Bắt một miếng bột. Để nhân. Giờ cho nó tròn. Trên miếng lá chuối mẹ có tha một ít dầu luôn cho nó dính cái bánh. Lúc mình hấp nó xong mình gỡ ra nó không có bị dính rồi cái lá chuối này. Nãy giờ Nương hấp cũng lâu rồi, bây giờ dở từng bánh ra. Chín rồi nè các bạn. Đem qua đây để chắc cái mâm.
Giờ tới cái sửng nhỏ, dở ra. Cái da nó trong mà cái bánh nó chín. Nãy cái nhân bánh nó luôn có đem hấp cho nó chín rồi mình mới để vô bột. Nên mình hấp cái da nó trong là cái bánh nó chín. Cái nhân trong nó cũng chín luôn. Lấy ra mâm. Nhắc xuống còn nóng hổi. Giờ luôn tiếp tục chắc cái bánh ít chằn vô hấp tiếp nữa. Để lâu lâu cái mình dở nắp ra xả hơi. Lúc này lửa than đổ gực luôn. Dạ hôm nay thì hai mẹ con của Nương làm cái món bánh ít chằn nhưng tép thịt thì cũng chín rồi. Bây giờ mình sẽ đem ra đường lộ để bán cho mấy cô với mấy thím ăn. Bữa nay thì làm được hai mâm bánh ít chằn. Rất là hấp dẫn. Đây là cô chú anh chị các bạn, hai mâm bánh ít chằn. Còn bên đây thì hôm nay mình sẽ bán ăn kèm với rau với giá. Cái này nước mắm, còn cái này dưa chua. Mình sẽ để lên một ít hành sấy cho nó thơm. Bây giờ mình sẽ chẻ một cái thử nhân ở trong nha. Hai cái này khác anh ơi. Dạ, giống nhau hả chú Ninh? 10 ngàn thôi, hai thứ luôn. Dạ, một loại. Hai thứ. Một thứ à? Đây, ở trong là nhân. Tép thịt mình bầm ra rồi với củ sắn với củ cải đỏ. Nó hấp dẫn. Cái nhân này á, là tại vì con chưa có hấp á, nên là nó bị xẹp. Còn cái này là con hấp cái nhân này nó dung lên. Dạ. Hôm nay con bán 3 cái 10 ngàn. Dạ chú Ninh bao nhiêu chú Ninh? Má hàng con trước luôn đi. 3 cái phải không? 3 cái chịu hết rồi hả? Gỡ lá chuối nha. Bánh chị 20 ngàn em. Dạ. Dạ. Chị không nổi. 3 cái 10 ngàn. Còn 15 ngàn mấy cái? 15 ngàn. Tôi hỏi anh đó 15 ngàn mấy cái? 5 cái. Rồi chơi 15 ngàn đi. Dạ. Đây Nương để gạo với giá. Dạ bánh ít mặn. Có gạo dưa chua. Để một ít dưa chua lên rồi mình cho hành sấy. Dạ một thứ à, một ít hành sấy lên cho nó thơm, rất là hấp dẫn. Để bịch nước mắm mặn vô. Dạ để con lấy đũa cái thôi chứ. Cái bịch đũa nó nằm tuốt ở dưới. Dạ mặn nhưng mặn. Rồi con để bịch mắm trong luôn à, của chú Ninh 10 ngàn. Rồi cảm ơn chú Ninh luôn. Dạ. Nãy của chị mua trước để con bán chị. Dạ. Chị Tâm 20 ngàn 2 hộp. 20 ngàn 2 hộp.
Một hộp là 10 ngàn. Dạ. Ba cái 10 ngàn. Ba cái 10 ngàn. Đó, ba cái luôn nè. Dạ. Trong nhà con còn sửng hả? Dạ. Sợ hết. Một hộp, thêm một hộp nữa. Đâu tôi thêm để xem lên gặp. Cho bà hai mua cái chạy. Cho mắt nào rồi chị. Mắt trong đây nè. Đó, mở cửa. Dạ. Bánh tét chàng nhân tét thịt. Ăn mặn bỏ thịt cho ăn tương để thịt vô lát có máu. Em mua bánh hả? Đợi chị một chút nha. Ba cái 10 ngàn. Chị cầm giùm em luôn đi, bữa nay không có bọc rồi, cầm em đỡ nha. Ồ giấy lớn quá rồi, không có tiền thối rồi. Để nó đi chơi. Tới bà Sáu, bà Sáu hay hộp phải không? Dạ, cái dung, mấy cái dung nhìn nó ngon. Mấy cái dung là mấy cái bự. Dung nhiều. Trả tiền bánh. Rồi. Chị đổi tiền ra luôn, thôi 30 ngàn. Rồi em cảm ơn chị. Một hộp. Rồi 20 ngàn bà Sáu ơi. Rồi cảm ơn bà Sáu. Rồi con gửi cầm đi con đi bà Sáu ơi. Dạ con cảm ơn bà Sáu. Có hai một hộp hết cô hai. Bánh ít chàng nhân tép thịt nay rất là ngon. Ăn kèm với rau với dưa chua. Dạ. Nước mắm. Rồi 10 ngàn cô hai ơi. Của em một hộp phải không? Em hai hộp á. Bảy đợi cho em cái hả Bảy? Có tha dầu nó chóc. Cái bánh không rồi bị dính. Này có kèm với chua ngon. Đây là các bạn học bánh ít chằn nhưng mặn rất là ngon. Cho ít hành sấy lên cho nó thơm. Như vậy mình ăn sẽ không có bị ngán. Kèm với món chua ngọt. Rồi của em xong rồi, 20 ngàn. Hối tiền. Hối em lại 30. Rồi cầm đỡ giùm chị nha. Hôm nay chị hết bọc rồi. Với hai cái đồ đũa rồi, chị cảm ơn nha. Cô Bảy một hộp. Hết một mâm rồi. Dạ. Thấy ngon quá, thêm hộp nữa hả Bảy? Nên hộp thì ngồi chẳng ăn mà Bảy nhát ngon quá. Dạ. Một hộp. Lúc mới dọn ra thì mấy cô mới thấy ủng hộ hết một mâm rồi.
mấy cái sẹp mà thấy vậy chứ nó cũng ngon. Đấy, đi, dạ. Cũng ăn nhưng nhiều lắm luôn á. Dạ. Tại nó không được đẹp thôi chứ nó ngon lắm. Ba cái. Rồi 20.000. Rồi cảm ơn bé. Dạ, hai hộp, dạ bảy luôn. Dạ. Bánh cô ơi. Dạ. Có ngồi mà hằng nãy giờ thấy đợi coi bán gì. Phé đũa nha. Một hộp phải không cô? Hai hộp. Hai hộp. Chồng lên luôn. Lại cái đó luôn đi. Trời. Dạ. Xen vô. Khỏi khỏi gạo phải không cô? Lấy dưa chua thôi phải không? Vậy em để dưa chua nhiều một chút cho nó ngon. Hai hộp vậy luôn hả cô? Một hộp. Lấy em 4 hộp. Rồi, đợi chị một chút nha, không biết đủ không nữa. Nhường đi, hồi nhường ngồi sau nghỉ. Bà bố qua vô nhà con mẹ ăn bánh chín cho bố. Còn hấp ở trong, một hay sửng ở trong nữa. Ba cái dưa chua không? Rồi của cô 20.000. Kìa, làm tôi bốc mạng hộp đi mẹ ơi. Dạ. Bốc hộ nè. Thôi cô 30. Rồi cầm giùm con. Rồi con cảm ơn nha cô. Dạ. Hai hộp. Dạ. Em mua thêm hả? Một, hai, ba, bốn. Vậy em đợi chị một chút nha. Đợi đem bánh cho thêm á. Ở đây không đủ rồi, để chị bán cho em này một hộp. Bốt một hộp. Để con nghe bốt. Rồi chị gửi để đó đi, chị không có tiền thối rồi. Có gì nào có lẻ thì đưa chị ha. Có 10 ngàn không? Đây đưa. Rồi 20 này có tiền thối nè. Còn đúng 10 ngàn để thối luôn. Rồi chị cảm ơn nha. Dạ đợi bánh ra thêm. Em này mua 4 hộp chưa đủ bánh nữa. Để vào cái bên hấp luôn. Vừa hấp vừa bán luôn nè. Em vẫn nghe nó xa đó lâu. Dạ. Quên để hành xé vô. Nè nè bốt lấy trước đi bốt. Dạ. Vin nó quậy rồi. Dạ. Quá quậy rồi. Rồi con cảm ơn bốt. Vin. Lấy của bác Út. Chút ra đem bánh ra lại bơi. Tối rồi, ra tới rồi mà bơi. Còn được nhiêu cái không? Còn được nhiêu. Dạ. Để gì chua. Rồi, lấy giùm con đi bác Út. Cảm ơn bác Út. Tới cô em 4 hộp.
một hộp, hai hộp, ba hộp, bốn hộp. Bốn hộp là còn một hộp nữa là hết luôn rồi. Hết bánh rồi. Bảy đi. Bơ ăn đang đi. Có được hai cái gì nhiều. Bây giờ còn một xửng nữa. Bóp em ra cho Nương bán. Của em bốn hộp nữa là còn có một hộp nữa là hết rồi. Thiếp Nam một hộp nữa là hết bánh luôn. Bữa nay làm không đủ bánh bán. Nãy ra. Cho dưa chua lên. Mẹ. Mẹ. Một hộp. Bộ xe luôn, em có bội. Đợi chuyện chút nha. À. Được không? Cái. Đợi cho bộ xe à. Đợi bộ xe được rồi. Hộp nè. Rồi, để vô bỏ giùm chị. Để chị lấy lau rửa nữa. 4 hộp là 40 ngàn. Hết 10 ngàn luôn rồi. Năm có 10 ngàn không Năm? Cho con mượn đã đi. Để hối cho em. Dạ. Rồi của em 4 đôi đũa. Cầm giùm chị nha. Còn một hộp cho Thím Năm nữa là hết luôn à. Này bán đắt quá đắt à. Dạ. Có rau dưa chua ăn nó ngon. Hết luôn. Cái Thím Năm thì bận lắm. Dạ. Coi gì được. Nhiều được phải không? Năm hai bịch nước mắm. Rồi, cảm ơn Thím Năm nhiều. Bơ. Dạ ăn bánh kìa bơ. Rồi hết luôn rồi các bạn ơi. Bữa nay làm hai mâm bánh ít chằn nhân mặn, thêm một cái mâm nhỏ nữa bán hết luôn rồi, cũng còn mấy thiếm nữa mà hết bánh rồi. Này bán rất là đắt. Bánh ít chằn nhân tép thịt nó ở ngoài thì bột nếp nó dẻo, ở trong thì cái nhân tép thịt với củ sắn với củ cải đỏ nó béo nó ngon. Xem hôm nay Nương bán được nhiêu tiền, trời ơi quá trời tiền, hôm nay hết tiền lẻ luôn rồi, tiền trắng không à. Được tiền thối nãy Nương lấy là 40 ngàn, bán được 200 ngàn, giấy 50 luôn được 200 ngàn. Dạ hôm nay thì hai mẹ con của Nương làm bánh ít chằn nhân tép thịt đem ra đường lộ bán, thì mấy cô mấy thím ủng hộ là hết bánh luôn rồi, bánh rất là ngon. Thì video của Nương cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn đã luôn quan tâm và ủng hộ kênh Hương Quê. Hẹn các nhau ở video tiếp theo. Dạ xin chào.